thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ. Xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật nương pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chi nguyện độ sanh. Đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học. Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui, nào ngày gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người dõi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phải mơ trong cõi đời thầy ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni nhị bộ. Hôm nay tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Hiền Quang, thay mặt ban tổ chức, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Di ảnh tôn thờ nguyện giác linh, cao đăng thánh quả vị vô sanh, ta bà thương cảm cho toàn nguyện, dìu dắt chúng con trọn nghĩa tình. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, đại lão hòa thượng Thích Thánh Hoan là một bậc long tượng thiền môn, là một bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam. Ngài đã cống hiến trọn đời cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời và hành trạng của Ngài trải qua gần một thế kỷ, từ Việt Nam cho đến hải ngoại. Đối với Giáo hội Phật giáo Châu, Ngài từng là thành viên Hội đồng Chứng minh từ nhiệm kỳ đầu cho đến hôm nay. Trước sự ra đi của Đại lão Hòa thượng, và để thể hiện tấm lòng kính tiếc đến Ngài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan long trọng tổ chức lễ tưởng niệm truy tán công đức Đại lão Hòa thượng Tân Viên Tịch. Vào giờ phút này, trong khung cảnh trang nghiêm, chư tôn thiền đức đang an trú trong chánh niệm, và để cho buổi lễ tưởng niệm được diễn ra long trọng và thập toàn viên mãn, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được mạn phép cung an chức sự, ngưỡng nguyện quý Ngài từ bi hoan hỷ ai lân thính thọ. Nhất lễ thỉnh vạn hạnh tu viện viện trưởng hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Ba từ bi hoan hỷ vi tác đệ nhất chứng minh. Nhất lễ thỉnh Huyền Quang tự trú trì hòa thượng đạo hiệu Thích Bổn Điền
từ bi hoan hỷ vi tác đệ nhị chứng minh kim đọc lời cảm tạ của ban tổ chức. Nhất lễ thỉnh A Di Đà tự trú trì hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Trực, từ bi hoan hỷ vi tác đệ tam chứng minh kim tuyên đọc tiểu sử đại lão hòa thượng Tâm Viên Tịch. Nhất lễ thỉnh Thiên Ấn tự trú trì hòa thượng đạo hiệu Thích Như Định, từ bi hoan hỷ vi tác đệ tứ chứng minh kim tuyên đọc điển phân ưu của giáo hội. Nhất lễ thỉnh Trúc Lâm tự trú trì hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Minh, từ bi hoan hỷ vi tác sám chủ nghi lễ cung tiến giác linh. Nhất lễ thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Nguyên Tạng, từ bi hoan hỷ vi tác sướng ngôn điều hợp chương trình lễ tưởng niệm. Nhất lễ thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Phổ Hương, từ bi hoan hỷ vi tác tuyên đọc điếu thơ. Nhất lễ thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Đạo Hiển, từ bi hoan hỷ vi tác tuyên đọc lời khai mạc lễ tưởng niệm. Nhất lễ thỉnh thượng tọa Thích Nhuận Chơn, đương vi duy na. Nhất lễ thỉnh Minh Quang tự tu viện viện trưởng hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Hiếu, từ bi hoan hỷ vi tác đệ ngũ chứng minh. Nhất lễ thỉnh thượng tọa Thích Phổ Hương, đương vi duyệt chúng. Nhất lễ thỉnh thượng tọa Thích Hạnh Tri, đương vi phụ tăng. Nhất lễ thỉnh thượng tọa Thích Đạo Hiển, đương vi thủ linh. Nhất lễ thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, từ bi hoan hỷ vi tác đồng chứng minh hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Cung an chức sự đã xong, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm cụ bị. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, từ bi hoan hỷ quang lâm tổ đường chứng minh tác lễ. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư sư từ Thiên Trúc đến Việt Nam cho đến phương trời phương ngoại. Một phút nhập từ bí quán để tưởng niệm đến Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Quang, người đã chứng minh cho dòng Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan trong một phần tư thế kỷ qua. Phút nhập từ bí quán bắt đầu. Kiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Lưỡng bạch, tên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử hiện diện, quẩy dép về tây chốn nghỉ ngơi, hàng vàng cất cánh hướng chân trời, dung nhan đã khuất nơi trần thế, kẻ ở người đi luống ngặt ngồi, lá rụng về cội nước chảy ra khơi, ta bà xã báo một đời Phật quốc nở qua chính phẩm. Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, tăng trưởng Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trưởng ban điều hợp tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trưởng ban điều hợp tăng ni Việt Nam hải ngoại thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chánh văn phòng Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, chứng minh Hội đồng Hoàng pháp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 6:50 sáng thứ năm ngày 25 tháng 1 2024, đúng ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão Phật lịch 2567 tại thành phố Santa Ana, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ, trụ thế 97 năm và 72 hạ lạc. Lễ cúng thỉnh báo thân nhập kim quang lúc 10:00 sáng ngày thứ tư 31 tháng 1 2024 và lễ phụng tấm kim quang trà tề vào lúc 6:30 sáng thứ sáu ngày 2 tháng 2 2024 nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch Quý Mão. Ngày về Phật, người an nhiên tự tại xả hiện thân trở lại cõi niết bàn. Ôi cảnh cũ còn đây thầy vắng bóng, tiễn thầy rồi vĩnh biệt kể từ đây. Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Quang là một vị thầy khả kính, một giảng sư nổi tiếng về môn di thức học Pháp Tướng Tông của nhiều thế hệ tăng ni trong và ngoài nước. Ngài là một bậc đạo sư đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự đạo Pháp và dân tộc nơi xứ người trong hơn 40 năm qua.
Đức Đại Lão Hòa Thượng là một bậc cao tăng thạc đức, có công chứng minh và cố vấn cho giáo hội chúng ta từ năm 1999 cho tới nay 2024. Ngài là một giảng sư, một nhà khoa học lỗi lạc, để lại cho đời hơn 20 tác phẩm Phật học giá trị, bao gồm kinh, luật, luận, thơ văn, hầu giúp cho tư chúng đồng tu để đạt đến an lạc và giải thoát. Sáng nay thầy đã đi rồi, vàng thu lá đổ lên đồi xuân tan, hàng phong trước ngõ vàng hoàng, vườn sâu phiến đã cũng toan giận mình. Sự viên tịch của Đức Đại Lão Hòa Thượng là một sự mất mát quá lớn lao đối với hàng môn đồ pháp quyến nói riêng và tứ chúng Phật giáo Việt Nam hải ngoại nói chung. Đặc biệt là trước những ân đức và công đức mà Đại Lão Hòa Thượng đã trực tiếp nhận lãnh trách nhiệm chứng minh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lễ Tân Tây Lan từ ngày thành lập, tức năm 1999 cho tới ngày hôm nay. Cho nên giáo hội long trọng tổ chức lễ truy niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng tại chùa Hiền Quang, vùng Bến Thao theo chương trình như sau: cung an chức sự và cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm, cử bá hội chung trống Bát Nhã, niệm danh hiệu bổn sư và một phút nhập từ bi quán, tuyên bố lễ do và giới thiệu chư tôn đức tham dự, lời khai mạc của ban tổ chức, cung tiên tiểu sử của Đức Đại Lão Hòa Thượng, điển thư phong ưu của Giáo hội Úc Châu, thơ tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng, nhạc phẩm chuông tỉnh thức, phổ nhạc từ lời thơ của Đức Đại Lão Hòa Thượng, lời đạo tình pháp lữ của chư tôn đức lãnh đạo Úc Châu, lễ cung tiến giác linh của Đại Lão Hòa Thượng, lời cảm tạ của ban tổ chức hồi hướng và chụp hình lưu niệm. Về chứng minh lễ tưởng niệm hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quảng Ba, tu viện trưởng tu viện Hòa Hạnh. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Bổn Điền, chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Cố vấn của Giáo hội. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Như Định, Phó Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, từng là thành viên Hội đồng Giáo phận Trung ương của Giáo hội. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, thành viên Hội đồng Chứng minh Cố vấn của Giáo hội. Và chúng con đồng giới thiệu chung chư tôn Thiền Tích Tăng Ni trong Giáo hội về tham dự lễ tưởng niệm hôm nay. Và giới thiệu chung tất cả quý đồng hương Phật tử trong và ngoài tiểu bang New South Wales cùng về tham dự lễ hôm nay ở tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng. Tin loan buồn trải khắp nơi, Thánh Quang Hòa Thượng đã rời thế gian, tăng ni Phật tử bàng hoàng, Ngài đi để lại vô vàn tiếc thương. Kính Ngài tuổi trẻ đồng chơn, xuất gia học đạo trí hơn người thường, 8 tuổi mà đã kiên cường, gẫu dưa đạm bạc tựa nương cửa thiền, chùa làng hội thắng là duyên, đắc mộ sư phụ trao truyền Phật kinh. Mở đầu chương trình lễ tưởng niệm hôm nay là lời khai mạc của ban tổ chức. Trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Đạo Hiển là phó ban tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay xin đọc lời chào mừng và lời khai mạc cho lễ tưởng niệm. Trân trọng kính mời Thượng tọa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lễ Tân Tây Lan, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con nguyện bái bạch cho Hòa Thượng Định Nhất Chân Minh. Tôi nguyện ngài kính bạch Hòa Thượng Thích Quang Điền Chánh Tư Ký và đồng chứng minh cố vấn cho một số anh em thân nhất hay mọi thứ bất đầy lợi và thân đại đoàn. Kính thưa Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Hội Chủ Điều Hành cho một tổ chức anh em thân nhất hay mọi thứ bất đầy lợi và thân đại đoàn. Những bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Thanh Niên, chúng tôi toàn thể quý đồng hương Phật tử hiện diện trong cung Già Lam chùa Hiền Quang sáng hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt chi vị, Giáo Hội Hoa Kỳ ngàn thu vắng bóng, Liên Tông Phật Giáo nhận khứ tan buồn, Giáo Hội Úc Châu còn vương đương nhiệm, tạp kê rẻ lối phúc ca vô thường, Giáo Hội Ngũ Nghiêm ưu đàm nhạc sách, răng rơi mua lạnh, thiện thân chia liệt, tiếp người dân hiến, trọn tình linh sơn. Như một mặt trời vừa phúc bóng, để lại một màn đêm, còn nắng bức giữa bầu trời oi bức của khí tiết mùa hè đang bộ Úc Châu, đã thể hiện được sự vô thường ngắn ngủi thời gian cần thế. Như ánh vòng dương vừa ló dạng đã làm liền tách màn tối vô minh không xét của cuộc đời. Giáo hội Úc Châu khi như tiên hòa thượng thường thấy hạ hoan thuộc thế vô thường, ngay vào lúc tăng ni tại New South Wales và ICT Bồ Tát tại chùa Thiên Ấn, Chư Tôn Đức Tăng Ni rất bàng hoàng và xúc động khi hay tin Hòa Thượng viên tịch. Hòa Thượng Thích Các Ba đã tức tốc liên lạc với Hòa Thượng Thích Minh Dung tại Hoa Kỳ để theo dõi tình hình chương trình của tang lễ. Chánh Thư Ký Văn Phòng Hội đồng Chứng Minh Hòa Thượng Thích Phú Điền cùng Hội đồng Điều Hành Giáo hội Úc Châu, Hội chủ Hòa Thượng Thích Tâm Minh Phật Khẳng quyết định ra thông báo triệu tập lễ kỷ niệm này. Truyền thống kỷ niệm của Giáo hội Úc Châu khi có các bậc cao tăng, thạc đức, trưởng thượng quy tai đều làm lễ tứ niệm, cũng để thầm răn dạy cái hàng đệ tử tăng ni trẻ trong giáo hội chúng ta noi theo công hạnh của người tiền nhân là tu trì và giữ lối điều mới của đạo pháp, để duy trì tinh thần sinh hoạt chung của cộng đồng tăng lữ, quy tắc thiền môn hay đạo phong khả kính của bậc tiền nhân để nền xuống và để lại. Đó là tinh thần nhập thế cao đẹp nhất của người con xuất gia của Đức Như Lai. Đây là giá trị đích thực để chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm về ngài, góp một phần tha lực tín ngưỡng nhất tâm cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, nhìn thể hiện sự tôn kính giáo dục mang ý nghĩa tình linh sơn quốc nhập của văn hóa cửa thiền, cũng là bài học cho hậu thế và hàng Phật tử cho tại gia. Tác giả đạo lý uống nước nhớ nguồn để chúng ta ôn lại bài học vô thường, nhìn ý thức rằng chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì cho đạo pháp, cho giáo hội mà các vị tổ sư đã để lại cho chúng ta. Hãy nói cho các thế hệ trẻ trong tương lai rằng một đạo Phật hiện hữu như ngày nay là một truyền thống văn hóa được xây đắp bằng con tim khoa óc lặng cả xương máu và tính mạng của bậc tiền nhân mở mang Phật pháp, xây dựng tiền đồ đến các nước Tây phương này. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, cuộc đời của Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiên Hoan là một bản trường ca sinh động để cho giáo hội và tăng ni phải học tập và noi gương. Cuộc sống của ngài là một bậc xuất trần thượng sĩ đồng óc xuất gia tại Việt Nam rồi ly hương theo làn sóng tị nạn của người Việt Nam nhân dân bổ xứ. Ngài định cư tại đất nước Hoa Kỳ. Hòa Thượng đã trải qua gần một thế kỷ trong cuộc đời chứng kiến bước bao nhiêu sự thay ngôi đổi chúa cùng sự biết thiên của xã hội. Cuộc sống là một động hoặc là động, nhưng làm ngài luôn không động. Đời sống của ngài được sâu khớp thành một chuỗi dài lịch sử từ á sang tây, sống trong một hiệp Trung Quốc quen minh vật chất hàng đầu thế giới, nhưng không vì đó mà bị đếm chìm trong vật chất, tu không chùa, sống vì giáo hội, không phân biệt nam bắc hai thừa, dành trọn vẹn cho cuộc đời hy hiến cho giáo hội, nghiên cứu tu tập cho trước tác thiên dịch sự hưng vong của đạo pháp của dân tộc Việt Nam tại quốc nội và tại Hoa Kỳ. Đạo nghiệp của ngài là một nhà trí thức luôn tầm cầu quán chiếu sự biến thiên của vạn pháp, như là sự hoạt động của tiền ngũ thức trong thế giới đời biến đổi của xâm la vạn tượng này. Đó chính là hành trạng của ngài để lại cho hậu thế. Nhớ lại khi còn sinh hoạt, những Phật sự Phật giáo gặp nhiều thăng trầm,
Hòa thượng Thánh Hoan cùng chư huynh đệ luôn luôn đứng bên nhau để chèo cung thuyền của giáo hội và tìm hướng bước ra khỏi thân ba bảo tháp. Đặc biệt những thập niên 2018 cho đến 2012, giáo hội sau giáo chỉ số 9 ra đời, nội tâm ngoại kích làm cho tình hình Phật giáo thế giới lúc này có nhiều biến động. Nhưng với sự nhiệt tâm và hy hiến cho đạo pháp và tài đức diện toàn của các ngài trong giáo hội các châu, như là cố hòa thượng hội chú thượng như hạ hệ giáo hội Âu Châu, cố hòa thượng chủ tịch thượng minh hạ tâm giáo hội Âu Châu và nay cố hòa thượng chủ tịch thượng thánh hạ hoan giáo hội Hoa Kỳ đã nhẹ nhàng lái cung thuyền cập bến trong sự bình an, hài hòa và tương kính. Mặc dù có bất đồng chính kiến trong tăng đoàn hạt của giáo hội, nhưng sự bất đồng đó không cho phép dẫn đến sự chia rẽ. Đó là trách nhiệm và vai trò tôn trọng với nhau, thể hiện tinh thần nghiêm trì giáo luật của người con đệ tử Phật vì tương lai Phật pháp, vì sự hợp, vì sự hòa hợp như nước với sữa, vì hậu bối truyền đánh tục diện mà ngài phải vượt qua những sóng gió thị phi của cuộc đời để chèo con thuyền của giáo hội. Ngài ra đi là một mất mát rất lớn cho Phật giáo nói chung và giáo hội Hoa Kỳ nói riêng. Nhưng đối với giáo hội Úc Châu, chúng ta cũng đã thọ ân của ngài rất nhiều. Hòa thượng là thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khai ngoại tại Úc Đại Lộ và Tân Tây Lan từ năm 1999 cho đến nay là 2024, là trọn 25 năm, một khoảng thời gian rất lớn cho sự chứng minh gia bị hình dương Phật pháp cho giáo hội của chúng ta. Do đó, chúng ta là người con họ bối phải cùng nhân xây dựng dựng lối truyền thống của thời cổ và tiền nhân để lại, đặc biệt là tri ân hòa thượng Chánh Thư Ký hội đồng chứng minh cố vấn Thích Bốn Điền cùng sự dứt khoát tinh tế của hòa thượng hội chủ Thích Tâm Minh mới đem lại buổi lễ trang nghiêm thanh tịnh và hòa hợp để nhất tâm hướng về Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn tiến bán đột không pháp phái đệ nhị thập tế Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ giáo hội giáo phẩm hội đồng chánh văn phòng thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khai ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan Thúy Thượng Đồng Hạ Hoan Hiệu Lâm Hoa Chú Lão Hòa Thượng Giác Linh Nghê Đài Thị Từ Chứng Nán Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quyết tâm học đạo chí tình lầu thông Phật pháp lý kinh giải về đứng trên bục giảng làm thầy giảng truyền ý Phật ơn này quý thầy Việt Nam hải ngoại phương Tây tất cả cộng lại 72 năm dài ngài không ngại khó đó đây sĩ dương đạo pháp tâm này không phai 42 năm lễ khá dài tăng đoàn hải ngoại kính ngài trí cao bao nhiêu chức vụ thỉnh trao ngài vui đảm nhận nơi nào cũng xong đời ngài quả thật thông dong chu toàn phật sự lòng không não phiền tiếp theo chương trình là cung tiên tiểu sử cuộc đời gần một thế kỷ của đức đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan chúng con xin đưa đầu cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Trực trụ trì chùa A Di Đà tại New South Wales và ngài cũng là thành viên hội đồng chứng minh cố vấn thay mặt giáo hội cung tiên tiểu sử của đức đại lão hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng tôi xin thay mặt đại tăng tiên đọc tiểu sử của cố đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan tiểu sử và hành trạng của đại lão hòa thượng Thích Thắng Hoan sinh năm 1928 viên tịch 2024 thân thế hòa thượng Thích Thắng Hoan thế danh là Nguyễn Văn Đồng sinh năm Kỷ Tỵ 1928 tại thành phố Cần Thơ miền Nam Việt Nam thân phụ là ông Nguyễn Văn Ngô, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ tổ nhạc. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Ngô,
Tỳ kheo ni Như Quả thọ giới cụ túc năm 1968 tại Đại Giới Đài chùa Từ Nghiêm. Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Văn, hiện cư ngụ tại Sài Gòn. Thời kỳ xuất gia tu học, khi ngài vừa lên 8 tuổi được cha mẹ gửi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kế, tỉnh Bình Bình cho Hòa Thượng Đắc Ngộ Thúy ở Trường Ninh, thế danh là Hồ Trinh Tường, để thờ thế pháp và thọ tam quy với pháp danh là Thắng Hoa. Tại chùa Hội Thắng, ngài vừa học nội điển do sư phụ hết lòng truyền dạy, vừa học nội điển tại trường phong phú ở địa phương. Nếp sống râu dưa đạm bạc đã nuôi chí lớn xuống trần. Năm 18 tuổi, năm 1945, ngài thọ sa di phương trường với Hòa Thượng Thích Hoàng Thông tại chùa Hội Thắng và được Hòa Thượng ban pháp hiệu là Long Hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông thế hệ 24. Dòng chạy kỳ bản độc không hề phái tổ sư Bích Phong. Ngài tiếp tục cuộc đời tu học tại chùa Hội Thắng cho đến năm 1950. Cũng trong năm ấy, nhân duyên đi thăm sư bác là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tại chùa Phước Hậu Trà Ôn. Và trong chuyến đi này, ngài được Hòa Thượng Thích Hoàng Thông giới thiệu đến y chỉ qua Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, hiện là đốc giáo Phật học đường Nam Việt Ông Quang tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Nhờ hội đủ duyên lành, ngài được chấp nhận và sau đó được nhập chúng tu học tại Phật học đường này. Để thành tựu Tam Đà Giới Pháp, chính thức vào ngôi Tam Bảo làm trưởng tử của Như Lai, năm 1953, ngài được Hòa Thượng Y Chỉ Sư cho đăng đàn thọ đại giới tại Phật học đường Nam Việt Ấn Quang, Sài Gòn. Đến năm 1957, ngài tốt nghiệp chương trình trung đẳng tại Phật học đường này. Cuối năm 1957, ngài được ban giám đốc Phật học đường Nam Việt Ấn Quang gửi ra Phật học viện Trung phần Nha Trang tham học chương trình cao trung. Đến năm 1960, để hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học, ngài trở về Phật học đường Nam Việt Ấn Quang, Sài Gòn. Đến năm 1962, ngài tốt nghiệp cao đẳng Phật học tại đây. Song song với Phật học, ngài chú tâm đến thế học và đã tốt nghiệp cử nhân văn khoa năm 1970 tại Đại học Vạn Hạnh. Thời kỳ hành đạo, đến năm 1963, ngài làm đốc học tại Phật học đường tại Phật học viện Biên Hòa, kiêm giảng sư trường Trí Đức Biên Hòa. Đầu năm 1964 đến năm 1975, giảng sư viện Hoa Đạo, Sài Gòn, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quận 5 và quận 10. Tổng vụ trưởng, tổng vụ tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giảng sư các trường Trung học Bồ Đề, Nguyễn Văn Khuê, Giác Ngộ và các trường trung đẳng chuyên khoa Phật học tại các chùa như Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huệ Lâm, Từ Thiền, Giác Sinh, Sài Gòn, Cổ Đức, Phật Ân tại Mỹ Tho. Năm 1980, để phục vụ và yểm trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự chỉ đạo của các Hòa Thượng Hiền Quang và Quảng Đồ, ngài đã mở các lớp trung đẳng Phật học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ Đề, Lan Nhã. Ngoài ra, ngài còn mở các khóa đặc biệt huấn luyện về môn duy thức học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú Thọ và sư phạm Vạn Hạnh.
năm 1982 với ý chí tìm tự do để gấp rút xây dựng phong trào Phật giáo Hải Ngoại, Ngài đã từ giã quê hương ra nước ngoài bằng con đường vượt biên, mong được cùng các pháp hữu cứu nguy thoát nạn tại quê nhà. Năm 1983, Ngài đến định cư tại Hoa Kỳ và trú ngụ tại chùa Việt Nam của Hòa Thượng Thích Mạng Giác ở Los Angeles. Ngài được cung cử chức vụ phó hội chủ kiêm tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 1984, lãnh đạo tinh thần chùa Việt Nam tại Arizona. Năm 1983, tổ chức Đại hội Hoàng Pháp tại Denver, Colorado. Năm 1988, nhận chức vụ giáo thọ tại tu viện Kim Sơn và Hoàng Pháp tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như xây dựng học phái di thức tại các nơi như Santa Ana, San Jose, San Diego và tu viện Kim Sơn, v.v. Năm 1992, Đại hội Thống nhất đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ được tổ chức tại San Jose và được Ngài đề cử chức vụ Phó Chủ tịch đặc trách liên lạc các châu, vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada và được Đại hội tấn phong lên ngôi vị Hòa Thượng tại đây. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ cũng tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa Thượng tại Hoa Kỳ. Năm 1993, Ngài về an cư tại Hải Ngạn, tỉnh Thất, bên bờ biển Thái Bình Dương và chuyên viết sách và dịch kinh. Năm 1996, Ngài nhận lãnh chức Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Canada và giữ chức vụ này đến năm 2000 sau khi từ nhiệm chức Chủ tịch. Ngài giữ chức vụ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Canada. Từ năm 1999 đến nay, đến ngày viên tịch, Ngài nhận lãnh vai trò thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Từ năm 2000 đến 2005, Ngài thường xuyên đến giảng dạy về môn duy thức học cho các tăng sinh tại Phật học viện quốc tế. Và những năm gần đây, Ngài thường đến Âu Châu để giảng dạy về môn duy thức học cho các lớp học hàng năm do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu tổ chức. Năm 2004, Ngài nhận lãnh chức vụ thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống Quốc hội, Quốc nội và Chánh văn phòng Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hoa đạo. Năm 2005, Ngài về ẩn dật tại tỉnh Thất, viên hành tọa lạc tại thành phố Baker thuộc thủ phủ Baton Crown tiểu bang Louisiana trong một khuôn viên vắng vẻ thanh lịch có tên là tiểu hồ Little Lake. Năm 2008, ngày 12 tháng 1 dương lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ được thành lập. Ngài được Đại hội suy cử làm chánh văn phòng Hội đồng Giáo phẩm. Ngày 28 tháng 12 dương lịch, Ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh của văn phòng Điều hợp Liên Châu. Vào cuối năm 2008, vì nhu cầu Phật sự của Giáo hội, Ngài di chuyển về tiểu bang California, trú tại thủ phủ Sacramento. Năm 2013, nhân ngày về nguồn lần thứ bảy tại chùa Cô Lâm ở Seattle, Ngài được suy cử vào chức vụ trưởng ban Điều hợp Tăng ni Hải Ngoại.
Năm 2008 đến năm 2013, Ngài đã chu toàn tốt đẹp trong chức vụ được giao phó. Mặc dù tuổi hạc đã cao, Ngài vẫn tỏ ra sáng suốt, minh mẫn trong một Phật sự quan trọng mà giáo hội giao phó cho đến ngày nay. Tháng 2 năm 2023, Ngài được chư trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Việt Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cung thỉnh lên ngôi vị tăng trưởng là ngôi vị lãnh đạo cao nhất, biểu tượng tinh thần thanh tịnh hòa hiệp tăng già của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Đại lão Hòa thượng Thích Quán Thắng Hoan, tự Long Hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông thế hệ 24, dòng kệ tri bản độc công hệ phái tổ sư Bích Phong Hiệu Di Thức Đại Sư, biệt xuất bài kệ Long Chủng Tâm Nguyên Tại, Huệ Nhật Đại Dung Thông, Thường Trụ Như Lai Tánh, Tùy Thuận Ứng Hóa Thân, Hàm Linh Năng Đắc Đồ, Ly Pháp Diễn Diệu Ngôn, Giải Minh Phi Nhị Đạo, Tức Liễu Ngộ Chân Không. Bài kệ truyền cho đệ tử chủng tánh Bồ Đề sẵn ở tâm, Niết Bàn Giác Ngộ Giác Ngàn khắc ghi lòng, sáng soi trí tuệ khơi nguồn thể, biết giác chân như hiển lộ trong. Và ngày rằm tháng giêng năm Quý Mão, ngày 25 tháng 1 năm 2024, vào lúc 6 giờ 50 sáng, Ngài an nhiên thị tịch trong giấc ngủ Cát Tường, trụ thế 97 năm, 72 Hà Lạc. Bao nhiêu năm hoạt động cho giáo hội tại quê nhà và trên 30 năm bôn ba nơi hải ngoại, Hòa thượng luôn muốn đời mình theo con đường duy nhất là hoằng pháp độ sanh, đem giáo lý Phật Đà chia sẻ với đồng bào Phật tử cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang nhỏ bé. Cuộc đời của Ngài hiện thân cho đạo pháp với hạnh Bồ Tát: đạo cần ta đến, chúng sinh cần ta đi, không hề gian lao, không từ khá nhọc. Ngài ra đi nhưng pháp âm và gương sáng của Ngài vẫn luôn soi rọi trên lộ trình tu tập của hàng hậu học nhiều thế hệ tương lai. Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông, trí bản độc không, pháp phái đệ nhị thập tứ thế Việt Nam Thống nhất Giáo hội Tăng Thống Viện Trung ương, Giáo phẩm Hội đồng Tăng trưởng Thí Thường Thắng Hà Hoan, Hiệu Long Hoan, trưởng lão Hòa thượng Giác Linh, thì từ chứng giám. Chúng tôi vừa đọc trong những chữ của Ngài, xin lỗi vì mồ hôi đến chút mắt không thấy ngó. Đời Ngài không có chùa riêng, Ẩn Tôn viết sách lưu truyền hậu lai, trước tác dịch thuộc cả hai, tính ra cũng khoảng 52 tiêu đề. Tháng quan thi tập si mê ngát hương đạo nghị, quay về bản tâm 97 năm trụ thế rồi. Tháng quan hòa thượng vẹn thần chân tu, đến khi mãn kiếp phù du, không quên tâm nguyện chút thư dặn giờ. Tang lễ không được làm to, đơn sơ tổ chức vòng hoa xin đừng, chỉ mong tứ chúng cùng chúng nhất tâm niệm Phật, tụ trung tâm lòng. Từ nay
khắp chốn Tây Đông, niệm ơn Hòa Thượng dày công hoàng truyền, sĩ dư pháp Phật đạo hiền, công này Phật gương linh thiền dưới đây. Chúng con Phật tử nơi này cho tới kính lễ tiễn ngài cao đăng. Tiếp theo chương trình là điểm thư phong ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại quốc đại lễ Tân Kinh Lan từ Nam Bán Cầu. Chúng con xin tế đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Phó Hội Chủ Thích Như Định, ngài là trụ trì chùa Thiên Ấn vùng Bankstown, New South Wales, và cũng là Phó Hội Chủ Giáo hội. Xin cung thỉnh ngài thay mặt cho Giáo hội Úc Châu tuyên đọc điều thư phong ương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong ban tang lễ cùng môn đồ pháp quyết của Đức Đại Lão Hòa Thượng Tăng Viên Tịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan vừa nhận được tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Hoan, Tăng trưởng Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Trưởng ban Điều hợp Tăng Ni Việt Nam hải ngoại, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan năm 1999 đến năm 2024, Chứng minh Hội đồng Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 2021 đến năm 2024, đã viên tịch tại Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ năm nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão trụ thế 97 năm và 72 hạ lạc. Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Hoan là một bậc lâm tượng thiền môn, là một cao tăng Phật giáo Việt Nam, đã cống hiến trọn đời cho đạo pháp và dân tộc. Cuộc đời và hành trạng của Đại Lão Hòa Thượng trải qua gần một thế kỷ từ Việt Nam tới hải ngoại, nắm giữ nhiều vai trò cương vị lãnh đạo giáo hội, chuyển dương chánh pháp từ Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Châu Âu. Đại Lão Hòa Thượng cũng là một nhà Phật học lỗi lạc, một nhà duy thức học với công trình dịch thuật trước tác hơn 20 tác phẩm dịch thuật để lại cho đời. Sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng không những là mất mát lớn lao đối với môn đồ pháp quyến, mà cũng là đối với tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam trên khắp thế giới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan long trọng tổ chức tưởng niệm tri tán công đức Đại Lão Hòa Thượng Tăng Viên Tịch vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng chạp âm lịch Quý Mão tại chùa Huyền Quang số 188 Chapel Rosal, Bankstown, New South Wales 202200, Australia, và khuyến thỉnh 43 cơ sở tự viện thành viên giáo hội tùy nghi trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng tại từng trú xứ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan, chúng tôi thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức, hội đồng giáo phẩm, hội đồng điều hành, chư tăng ni thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ và môn đồ pháp quyến trước sự mất mát lớn lao này, nhất tâm cầu nguyện giác linh đại lão hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc vì hạnh nguyện lợi tha sớm hội nhập ta bà để tiếp tục công cuộc hoằng dương lợi sanh chánh pháp. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thay mặt hội đồng điều hành, hội chủ hòa thượng Thích Tâm Minh ấn ký A Di Đà Phật. Trưởng phu nào ngại tử cùng sinh, trọn vẹn với nhau nghĩa vế tình, tề thuận tung hoành trong biển cả, an nhiên tự tại giữa trời xanh, lục căn hổ dụng tâm không ngại, một niệm hồi quan Phật tự thành, vạn pháp hiển bày từ kim cổ, thấy điều hiển mộng chỉ hư chân. Tiếp theo chương trình là điếu thơ tử địa Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoa, do nhà thơ Mạc Giang, tức là Hòa Thượng Thích Nhật Tân, trụ trì chùa Pháp Quang, tiểu bang Queensland, ngài cũng là thành viên của hội đồng chứng minh cố vấn của giáo hội. Bài thơ này nhà thơ Mạc Giang đã viết trước tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng vào mùa an cư năm 2016. Lúc đó Hòa Thượng Thắng Quang đã ngã bệnh, hay tin từ Úc Châu thì Hòa Thượng Nhật Tân Mạc Giang đã cầm bút viết cái bài thơ này dài hơn một trang A4. Chúng con cung thỉnh từ tổ thức phổ hương, ngài cũng là một nhà thơ của giáo hội. Sau cái bài thơ tưởng niệm của nhà thơ Mạc Giang thì thượng tọa phổ hương cũng có một bài thơ để tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng. Chúng con cung thỉnh từ tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong hội đồng cố vấn chứng minh và hội đồng điều hành của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Chúng con thừa lệnh tâm sai đọc bài thơ do Hòa Thượng Thích Nhật Tăng viết kính dân ôn Thượng Thánh Hạ Hoan vào năm 2016. Cuộc đời và hành trạng của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Bốn giáo hội hải ngoại, ngài là một trong những bậc niên cao tăng ni Việt Nam hải ngoại, ngài là bậc là trưởng nhất. Sinh năm 1928 tại Cần Thơ, Nam Việt, hiện trụ 2016 tại Cali, Hoa Kỳ. 18 tuổi thọ phương trưởng Sa Dây, 25 tuổi thọ tỳ kheo Cụ Túc. Đã hoàn tất cao đẳng Phật học, lại tốt nghiệp cử nhân văn khoa, hai chương trình kết lá đơm hoa, biển trí tuệ sóng triều duy thức. Chỉ ngần ấy ngài xứng đáng đi trước, chỉ ngần ấy ngài xứng danh đứng đầu. Kể từ ngày bốn giáo hội kết hợp Liên Châu, ngài vẫn luôn ngự tòa cương vị đó. Bao nhiêu bậc tôn túc đã giả từ quán trọ, ngài trí chân, ngài hành đạo, ngài nguyên lai, ngài minh tâm, ngài dư huệ tỏa liên đài, thì nay chỉ còn mình ngài duy nhất. Nhất ở điểm liên cao, nhất ở điểm lạc trưởng, 88 tuổi đời thế trần phong ba bão chướng,
63 tuổi đạo thế đạo sống dậy thiền môn. Nào ai đem sắc thử son, đem son thử sắc có còn gì không? Chữ tan đặt giữa chữ bồng, ta bà hồ thị tréo trồng ô hay. Trượng phu mới rõ mặt mày, quân tử mới biết thật ngay đâu là Phật là Phật, quỷ là quỷ, ma là ma, Phật Đà Đạt Mã Tăng Già. Kế ma trước quỷ lòi ra tức thì, đừng đem bánh vẽ mê si, ngã nhân hưởng vọng ích gì mai sau. Đừng đeo mặt nạ kính màu, gương trong chiếu rọi con tàu trần ai. Nên nhớ đạo pháp mở cửa thiên thai, khai thông địa ngục kết đài diệu liên. Mở toan biển đục não phiền, dẹp tan mộng mị đảo điên cuộc đời. Chứ đạo pháp không phải là người mù dò dẫm chỉ voi, vô nhân một thị học đòi thanh cao. Mượn danh giả tướng loạn trào, ếch nằm đáy giếng kêu gào hư vô. Người con của Đức Phật là làm là làm việc Phật, nói là nói việc Phật, tri và hành việc Phật, hạ hóa chúng sanh, tâm thường sĩ xúc trầm trùm vạn hữu, chí thiện sĩ xúc xứ phủ càng khôn. Đạo từ bi làm cho tam đồ bát nạn kinh hồn, nhận đế nhiếp phục quần sanh, chứ không phải thúc thủ ôm đầu tủi nhục. Đừng cho rằng thời mạt pháp rồi muốn làm gì thì làm, thời mạt pháp rồi muốn ra sao thì ra. Phật là Phật, ma là ma, chánh là chánh, tà là tà, khác nhau. Chim bao vẫn mãi chim bao, ngàn năm đi nữa cây đào trước sân. Bức tranh mưa sở mây tầm, còn đem phe phẩy phù vân ích gì. Chính thời mà pháp, người con của Đức Phật phải kiên trung hơn, dũng xuất hơn, khí khái hơn, lịch lãm hơn. Bởi đạo pháp còn nhờ những bậc pháp túc siêu phương, mạng mạch Phật pháp còn nhờ những bậc siêu phương quỷ đầu. Quỷ dẫu thần sầu vẫn chỉ là ác quỷ, ma dẫu ma đầu vẫn chỉ là ác ma. Thế gian ca sa đã tan hồn bạc vía, dưới bóng Phật Đà đã quỳ một khóc than. Huống chi chúng sanh lầm lỡ vô can, người thử sĩ là càng cưu mang tế độ. Hoa ưu bác một lần đã nở, tỏa ngàn năm đến vạn thiên thu. Hạnh phúc thay người con Đức Phật, hạnh phúc thay trưởng tử Như Lai. Chúng sanh còn hạnh nguyện chưa dứt, chúng sanh tiêu đồng ngự liên đài. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, trí vãng độ không pháp phái, đệ nhị thập tứ thế, Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Tăng Thống Viện, Trung ương Giáo Phẩm Hội Đồng Tăng Trưởng, Húy Thượng Thắng, Hạ Hoan, Hiệu Long Hoan, Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh, Thùy Từ Chứng Giám. Bài thơ này cựu Tổng Thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại viết kính tặng Hòa Thượng Thích Thất Hoan khi còn hiện tiền, Úc Châu ngày 21 tháng 7 năm 2026, Thích Nhật Tâm. À, 16. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 là ngày lễ trà tỳ đưa nhục thân của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thất Hoan
về nơi Phật quốc. Chúng con cũng có làm bài thơ Tính Nhân Người với tựa đề là Tính Lại Người. Bậc thượng sĩ đến như đi tự tại, chẳng ngại chi bão táp với gió sương. Sống noi gương các thầy tổ tông đường, nghiêm luật giới cùng phát quy chánh pháp. Sanh đến tử gần trăm năm thế kỷ, hạnh từ bi với hỷ xả bao dung. Sống khiêm cung và độ lượng không cùng, không phóng dật hay buông lung thiền tịnh. Người sống theo hạnh ba y một bát, đạo tràng cần người gánh vác chở che. Khắp năm châu người ban pháp nhiệm màu, hạnh nguyện mãn người trở về bản thể. Con Thích Phương kính dân người với tấm lòng kính ngưỡng và cố gắng học theo đức hạnh kim cung và hiến cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nụ cười mở cửa tâm linh, trang nghiêm kết hợp chân tình nở hoa. Hận thù buông bỏ ngàn xa, mỗi vòng tay lớn chan hòa thân thương. Phải đâu bao nỗi đoạn trường, cười vói héo hắt vấn vương một vị phiền. Phải đâu nước đổ thành biến, tay thi cười hận đảo điên khói đời. Cười như biệt tích muôn nơi, giờ đây tao ngộ nguồn vui dạt dào. Kìa xem Phật tổ nhịn màu, nụ cười thanh thoát sạch lầu trần ai. Thanh bình hương tỏa từ bi, nụ cười an lạc lối đi nhạt vàng. Người ơi xin chớ ngại ngùng, nụ cười trao tặng bởi lòng nhớ đây. Đó là lời thơ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Quang được trích ở trong Thắng Quang Thi Tập. Và đặc biệt ở trong Thắng Quang Thi Tập này có nhiều bài thơ nổi tiếng để lại cho đời những lời khuyến tấn tu tập cho hàng tăng ni và Phật tử. Trong đó có bài Chuông Tỉnh Thức mà Phật tử Nhất Luân là một nhà địa ốc rất là thân quen ở tại tiểu bang New South Wales của chúng ta. Ca nhạc sĩ Nhất Luân đã phổ nhạc bài thơ Chuông Tỉnh Thức của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Quang. Và hôm nay các nhạc sĩ Nhất Luân sẽ trình bày trước Nhất Linh Đàn của Hòa Thượng để cúng dường đến Nhất Linh Đại Lão Hòa Thượng. Xin trân trọng kính mời ca nhạc sĩ Nhất Luân bắt đầu phần trình bày. Con là Nhất Luân, xin đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. Kính thưa quý ngài, con phổ nhạc bài này tối qua khoảng 12 giờ đêm sau khi thầy Nguyên Đạn gửi cho bài thơ. Vì quá vội nên con cũng không nghĩ là sẽ hát một thành công bài hát, thì con sẽ cố gắng để hát cũng dừng để cái chị sẽ xót xin quý ngài nhiệt tình thứ cho bỏ qua cho con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài mang thời gian, dài cờ đua bắt bóng thâm thiếu ngã ba đường. Bốn chùa chùa đô tiếng chuông quyền hồn cơ ngân lên lời giác ngộ, ta quay về quê xưa. Ta có từ vô thi, ta là của muôn phương, ra đi bao giờ nghĩ lạc mãi giữa đường trần. Qua rồi bao hết đầy đổi thay may lớp hình, từ côn trùng nhỏ bé truyền sang kiếp nhân sinh. Mang thân người nghệ sĩ đầy tiêu mến thương, nhạc yên về trong gió hòa cảm ta say mơ. Bốn ba đời áo mỏng thân gầy mang thời gian, dài cờ đua bắn bóng thân thiếu ngã ba đường. Cô con chùa chùa đô tiếng chuông quyền hồn ưa ngân lên lời giác ngộ, ta quay về quê xưa. Ngân lên lời giác ngộ, ta quay về. Nam mô Di Đà Phật. Nhân sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ xây xưa pháp màu. Kiếp sau xin nhớ nguyện đầu, xây tình pháp lữ nhịp cầu tam giao. Đời nay đến những đời sau, tùy duyên hóa độ thông dân nhiệm màu. Tiếp theo chương trình là lời chia sẻ đạo tình của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội Úc Châu. Chúng con xin đưa đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Ba, tu viện trưởng tu viện Hoàng Hành, ngài cũng là tình thành viên hội đồng chứng minh của bóng giáo hội, và hòa thượng Quảng Ba cùng với hòa thượng Thích Bảo Lạc cũng là thay mặt cho giáo hội Úc Châu. Hai ngài đã vượt qua hơn 15.000 cây số để tới California để tham dự lễ tang của đại lão hòa thượng trong 3 ngày qua, mà hòa thượng Quảng Ba sau khi mà cung tiễn phụng tổng kim quan của đại lão hòa thượng tới nơi cả tiền, hòa thượng đã lên máy bay và bay về Úc để dự lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Công đức của hòa thượng rất là lớn đối với hàng đệ tử của chúng con tại Úc Châu. Chúng con xin trở đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng các lời chia sẻ, và ngài cũng kể thêm một chút về tình hình lễ tang ở tại Cali. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Thích Bổn Điền Chánh Thư Ký Hội đồng Chứng minh Cố vấn của Giáo hội. Kính bạch hòa thượng Thích Tâm Minh Hội chủ Hội đồng Điều hành của Giáo hội. Kính bạch chư tôn đức trong hai hội đồng
và toàn thể chư tôn đức tăng và ni thuộc hai hội đồng cũng như trú trì hành đạo tại nhiều tự viện ở các tiểu bang và Sydney. Thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử thân mến, cá nhân chúng tôi có một cái chút duyên lành được quen biết tình thân với Đức Đại Lão Thích Thanh Hoan từ 1980, trong lúc chúng tôi được cho phép tham sự giúp việc cho Viện Hóa Đạo tại Đại Giáo Đàn Thiện Hòa 1 tháng 10 năm 1980. Sau đó chúng tôi được Hòa Thượng rủ đi một việc bất ngờ, và đó lại là cái ngày khai giảng đầu năm học nội điển tại chùa Giác Sanh. Như chúng tôi đã có trình bày tại tang lễ ở Hoa Kỳ, sau năm 75 cho đến 1982-83 là lúc giáo hội mới bắt đầu việc của họ. Trong khoảng thời gian 6-7 năm đó, những thành phần tăng ni lớp trẻ từ 15-20-25 chẳng hạn là không có cái cơ hội được học đạo có chính quy trường lớp như thế hệ của chúng tôi trước 75. Tuy nhiên riêng tại Sài Gòn, may nhờ có được 3-4 năm hay có thể nhiều hơn mà tôi không biết hết, các vị tôn đức dấn thân hy sinh lao nhập vất vả, không có hệ thống tổng vụ và vụ, không có trường lớp chính quy, không có chương trình được chỉ định và cũng không có bằng cấp, v.v. Nhưng các hòa thượng, thí dụ như Hòa Thượng Thích Minh Hạnh, chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Nguyên Ngôn, chùa Ấn Quang, và đặc biệt là Hòa Thượng Thích Khánh Hoa cũng trú xứ tại chùa Ấn Quang trong tư cách là một giảng sư của Viện Hóa Đạo, đã lặn lội nhiều ngày trong mỗi tuần, đạp xe đạp khắp Sài Gòn để đi dạy 5-7 cái trú xứ có lớp tăng, lớp ni mà các vị viện chủ và trú trì đã cầu thỉnh để duy trì chế độ học Phật rất cần thiết bên ngoài về xã hội vì không được cho phép chính thức. Và khi nhìn thấy lúc đó là Đại Đức Thích Thắng Hoa Hoa gầy gò đen điêu đạp một chiếc xe đạp cũ cùng chúng tôi cũng vậy, không khác gì hơn, để đi từ Ấn Quang về Giác Sanh, mà trong lòng tôi rất là cảm động, bởi vì không ân thưởng, không chức vụ, không khuyến tấn, không có quyền lợi, cũng không có là như vậy, chỉ vì tấm lòng vị tha, vì thế hệ tương lai lo ngại cho một số vài trăm các quý tăng ni cầu học mà Ngài đã phải khổ nhập rất là vất vả trên con đường Phật Pháp một cách tự thân và hy sinh nhẫn nại như vậy. Cái điều đó làm cho tôi nhớ mãi cho tới khi đức kim quang của Ngài, rõ ràng là một bậc thầy hiếm có trong giáo hội của chúng ta. Tất cả các chức vụ, tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm từ đi giảng dạy Âu Châu, làm hội chủ, rồi sau đó là cố vấn chứng minh cho giáo hội ở Canada, và rất nhiều chức vụ khác nhau ở nhiều tổ chức giáo hội khác nhau tại Hoa Kỳ, và dĩ nhiên là 25 năm lễ làm chứng minh thành viên hội đồng chứng minh cho giáo hội tại Úc Châu của chúng ta cũng lại là đã được nhắc nhở đầy đủ trong tiêu chí rồi, tôi không có nói thêm. Tuy nhiên tôi chỉ muốn nhắc lại một điều là không phải chư tôn đức trưởng lão nào cũng có thể hoàn thành được tất cả những cái nhiệm vụ lớn lao và trọng trách như vậy. Đấy là điều mà chúng ta luôn luôn nên ghi nhớ về cái công hạnh của Ngài Thích Thanh Hoa. Tất nhiên một số khá nhiều chư vị tôn đức tăng ni hôm nay ở đây, cũng như một số khá nhiều các quý Phật tử ở đây chưa có dịp gặp gỡ và nghe Pháp Hòa Thượng Thích Thanh Hoa, nhưng tôi biết là các quý vị đã đến đây lâu và chắc chắn là biết những vị tham dự giáo hội từ 1999 và biết Ngài đã đến đây khá nhiều lần. Và thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Thanh Hoa
tuy không có xây dựng riêng cho mình một ngôi chùa nào, và theo như tôi quan sát tại tang lễ thì cũng không có nhiều đệ tử thế pháp xuất gia, cũng như trong tiểu sử cũng không có nghe kể. Tuy nhiên những việc ngài làm thì lại là nhiều hơn rất nhiều các vị tông túc khác, trong phận sự giảng dạy, trong phận sự hoằng pháp, trong phận sự biên dịch kinh sách, và nhất là cái khí chất tính tình bao dung hài hòa của ngài đã đem lại an bình cho rất những hoàn cảnh khó khăn nội bộ mà một số các giáo hội ở trên hải ngoại này đã gặp phải. Nhờ vào cái đức hạnh của ngài đã làm cho một số trường hợp căng thẳng đã hòa dịu, và tôi đã học được từ ngài rất nhiều về những việc như vậy. Thưa toàn thể chư tôn đức, chúng ta rất mong mỏi là giáo hội chúng ta sẽ có được nhiều vị tôn đức như vậy thì giáo hội mới được phát triển, và giáo hội tình hình Phật pháp mới được tồn tại lâu dài trong sự tốt đẹp, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa suông. Hôm nay giáo hội Úc Châu của chúng ta tỏ bày lòng kính ngưỡng và tri niệm ân đức của đức đại lão hòa thượng Thích Thanh Hoan, 97 tuổi lễ và 72 tăng lạc là một cái số lượng rất là hiếm có. Chúng ta rất may mắn có được một cái bậc lãnh đạo tinh thần rất là thâm niên, trưởng lão và đức hạnh tới như vậy. Về tang lễ của ngài tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, vì hoàn cảnh đã sắp cận Tết cho nên là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ đã nhận lãnh trách nhiệm tổ chức tang lễ tại chùa Bát Nhã khá rộng rãi. Và theo như tôi quan sát thì ở Âu Châu có 4 năm vị thượng tọa, ở Canada cũng có 4 năm vị hòa thượng thượng tọa, và Úc Châu thì những quý vị mới nghe đó là hòa thượng Cố Hội Chú là Thích Bảo Lạc, và chúng tôi cũng đã vội vã bay sang Hoa Kỳ trong cái tinh thần là tình pháp lữ rất là lâu năm. Chúng tôi có thấy một số các vị tôn đức từ các giáo phái, giáo hệ phái khác về Nam truyền, Nam tông Thất Sĩ cũng như Nam tông Nguyên Thủy cũng như Thất Sĩ, và một số các nhà thân hào nhân sĩ truyền thông khá đông đảo tại Nam Cali đã đến truyền tham dự và truyền tin truyền hình. Theo như tôi nghĩ đó thì con số các quý vị tăng ni tổng số hết ít cũng phải trên 200 vị, và tất cả Phật tử trong 3 ngày vui tới cũng phải trên số nghìn. Đó cũng là một trong những con số rất là hiếm có trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, và nhất là sắp sửa tới Tết cho nên tất cả hầu hết tăng ni đều bận rộn ở địa phương của mình. Chúng ta thiết nghĩ giáo hội hay tăng đoàn là một cái tập hợp của tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni gắn bó với nhau trong giới luật, bộ tứ phần luật, gắn bó với nhau trong tình pháp lữ, và nhờ vào cái cấu trúc mang danh giáo hội này, giáo hội kia, Phật giáo là mang danh là tăng đoàn này, tăng đoàn kia, và chúng ta có mặt lẫn nhau trong nhiều cơ chế và nhiều trường hợp khác nhau. Nhờ vậy xây dựng cái tình pháp lữ, tình gọi là linh sơn cốt nhục, để cho mỗi người đều có cái trách nhiệm phát triển Phật pháp theo cái bản vị, theo cái hoàn cảnh, theo cái năng lực riêng của mình, và cũng có những Phật sự chung. Trong đó ví dụ như các khóa an cư, các khóa tu học, và đặc biệt như những trường hợp lâu lâu xảy ra đó là các tang lễ. Tang lễ các vị tôn túc lớn lại là dùng cái chữ cơ hội thì nghe nó hơi phản cảm, nhưng mà thật sự là cơ hội làm cho mọi người gác bỏ hết mọi những khó khăn riêng để đến với nhau, và mọi người đều có những cái đồng cảm rất là đầy cảm xúc. Chúng tôi thấy được tất cả những điều đó.
ở Hoa Kỳ có khá nhiều chư tôn đức không có ở trong giáo hội nào hết, nhưng khi nghe tin hòa thượng trưởng lão của chúng ta đi tịch thì các ngài đều đến tỏ bày lòng quý mến kính trọng và viếng hương cũng như dự lễ. Nhiều vị tuổi đã rất cao, sức khỏe rất kém, nhưng ngài tịnh từ nguyên hạnh vân vân, không phải là chuyện bắt buộc phải đi, nhưng mà rồi lại các quý ngài đó đều có mặt từ đầu tang lễ cho đến cuối tang lễ, phải nói rất là cảm động. Chúng ta thấy sự tổ chức cũng rất là khéo léo, các ban hoàn thành trong ban tổ chức cũng chu đáo trong tất cả mọi vấn đề. Và hôm mà làm lễ truy tán công đức kéo dài chừng vài tiếng đồng hồ thì cũng có mời chúng tôi lên phát biểu trong cái phương vị là một trong các người hậu bối của hòa thượng, và cũng kể nhắc lại những cái công đức to lớn, những phẩm hạnh cao quý mà đức trưởng lão đã từng sống, đã từng đeo đuổi rất là khác, không thể giống như phần lớn các vị tôn đức khác. Điều mà chúng ta thấy đó là ngài không 41 năm tị nạn sang Hoa Kỳ, ngài dư sức để có thể thành lập nhiều tự viện nhưng ngài không lập, thì ngài dành hết thì giờ đó để phục vụ cho sự hoằng pháp theo nhu cầu. Tất cả các hội, các chùa, các địa phương nào mời là ngài đi, thì giờ còn dư lại là ngài biên tập, ngài phiên dịch và ngài giảng dạy tại các lớp cũng như các khóa cũng như là online. Thì đó cũng là một cái hạnh rất là đặc biệt mà chư vị tôn đức khác không có làm theo ý như vậy. Thưa quý tôn đức, trong mấy mươi năm qua, riêng cái giáo hội Úc Châu chúng ta cũng đã phải ngậm ngùi làm lễ truy niệm tiễn đưa các ngài trong hội đồng chứng minh trước đây, và bây giờ là hội đồng chứng minh cố vấn. Các hòa thượng Thích Mạng Giác, các hòa thượng Thích Tâm Châu, các hòa thượng Thích Thiền Ấn, các hòa thượng bây giờ là hòa thượng Thích Thanh Hoa, chúng ta đã làm được phải tiễn biệt các ngài về Tây, và bây giờ còn lại chỉ có một hai vị thôi, và chúng ta giống như một đàn em lẻ loi mà các bậc trưởng thượng phụ mẫu đã lần lượt ra đi, và chúng ta sẽ phải tự mình lo giữ gìn cái tổ chức này, cái cơ quan này để tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh báo Phật ân đức. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị trong ban tổ chức đã cho chúng tôi được có đôi lời gửi đến đại chúng sáng hôm nay trong lễ truy niệm công đức của hòa thượng Đại Lão Thích Thanh Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng đảnh lễ cảm tạ lời chia sẻ đạo tình của hòa thượng. Như hòa thượng có nhắc thì đây là đức đại lão hòa thượng Thích Thanh Phong tới Úc Châu nhiều lần, nhưng mà ba lần gần đây nhất là không nhớ là năm 2008 trong khóa tu học Phật pháp Châu tại Modiset, do thượng tọa Hạnh Hiếu làm trưởng ban tổ chức, quý ngài đến cùng với hòa thượng Minh Tâm và các vị lãnh đạo của bốn châu để họp bàn để ra cái giáo văn học trường hợp Liên Châu. Lần thứ hai kế tiếp là đến dự lễ hội đền nguồn ở tại chùa Phan Quang năm 2011 và lễ hội hiệp vị lãnh đạo tổ sư tại chùa Pháp Bảo năm 2014, và đó là cái lần đến Úc cuối cùng của tất cả hòa thượng. Và tiếp theo chương trình cũng là phần quan trọng và cuối cùng là lễ cúng kiến giác linh đức đại lão hòa thượng. Chúng con cùng thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh niêm hương và cùng thỉnh hòa thượng hòa chủ Thích Thanh Minh trụ sáng cùng chư tôn thiền tích và ban chân sư bắt đầu cử hành lễ cúng kiến giác linh, và cùng thỉnh chư tôn thiền tích tăng ni là làm môn đồ pháp quyến lại trước các linh đài của hòa thượng như là Phật cũng thật. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2024 Phật lịch 2567.
Chúng con là tâm cả tỳ kheo niêu bà tắc ưu bà di đà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan cung tự tại tu được Chùa Huyền Quang Xích Ni cử hành lễ đưa tướng niệm truy tang công đức Đức Đại Lão Hòa Thượng. Nhất tâm phụng thỉnh tăng viên tịch tự lâm tế chánh tông đời thứ 48 tri ban đồ không pháp phai đời thứ 24 là chánh văn phòng hội đồng giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, là thành viên hội đồng chứng minh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Khi thượng thân hạ hoan hiệu long hoan nguyên công trưởng lão hòa thượng giác linh tôn sư di nguyện giác linh cáo đăng Phật quốc táo nhập ta bà hoằng pháp lợi sinh độ vô lượng chúng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô công đức lâm Bồ Tát Na Tát. Nhất tâm đảnh đệ tăng viên tịnh từ lâm tế chánh tông tri ban độ không pháp phái nhị thập tứ thế giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ chánh văn phòng hội đồng giáo phẩm thành viên chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan. Huy thượng thắng hạ hoan hiệu long hoan nguyện công trường tạo hòa thượng giác linh tam bái.
hiện đạt mà bằng chân lý tây quy sanh từ hạ lai từ tùng hạ thượng cung duy tân biên thịnh từ lâm tế canh tông thủy bàn đột công pháp phải nhị thập tử thế Việt Nam Phật giáo thống nhất giáo hội Hoa Kỳ văn phòng cảnh hội đồng giáo phẩm thành viên chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cúng đại hải ngoại tại Úc Đại lời Tân Tây Lan chứng minh đạo sư Quý Thượng Thắng Hà Hoan Hiệu Long Hoan Nguyễn Công Trường là Hòa Thượng Giác Na Linh Nhất Tán Tràng Nhiên và Nguyên Công Tịnh Thạc Ngụ Ẩm Phi Hữu Liệu Tử Đại Bồn Công Phần Thế Vô Thượng Hiển Quy Trơn Giới Thâu Đàm Hoa Thử Độ Thục Thiện Quả Kỳ Viên Trường bản nhất lộ chi tâm hướng dùng trờ tam thừa chi giác đào Phục nguyện đồn minh huyên mầm đồng hiểu chân nguyên Quyết sanh từ dị giai không liệu khứ lai nhi tử tài Vọng quang lâm Thương hoa
hương thừa hoặc là quê thăng như hậu điện tớ đương ốc đại lời việc khi nam phật giáo thống nhất giáo hội hải ngoại quê tiếng phụng thì tấn biến tịch từ lâm thể cảnh tâm thì bàn đục công vì thật tự thế hội đâm giáo phần cảnh tâm bằng hoa kỳ quý thượng thế thắng hạ hoang điều lắng quang nguyện công thường là hoa thường giác linh Oh,
Oh.
Tiếp tục mùi hương vẫn còn, lễ
tưởng niệm tri ân đức đại lão hòa thượng và lễ cúng tiến nhất linh đến đây đã thập phần viên mãn. Chúng con cung thỉnh hòa thượng trưởng ban tổ chức đạo hiệu Thích Bổn Điền, các thư ký hội đồng chứng minh cố vấn viện chủ chùa Hiền Quang thay mặt ban tổ chức có lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Di Lặc Bổn Sư Di Lặc Phật. Kính bạch chư chư tôn đức, đến hôm nay tức là hai cố đức cố trường hảo, và đức cố trường hảo cũng là họp mà tất cả chúng ta nghe được nó hiểu và công hạnh của bậc cố trường hảo. Chúng tôi không muốn nhắc lại sau khi nghe được tin có cố hòa thượng và tin tịch, chúng tôi đồng hội đồng chủ và một số chư tôn đức trong hội đồng, trong hai hội đồng quyết định để tổ chức lễ chủ nhiệm nhà và hội đồng điều hành để đề nghị chùa Hiền Quang đứng ra tổ chức. Mặc dù là ngôi chùa rất là nhỏ, chắc khỏi hẹp, tuy nhiên chúng tôi cố gắng vì sự yêu cầu của giáo hội. Và hôm nay thì giáo hội đã tổ chức phần tương đối hoàn mãn để tưởng niệm công đức cao cả của ngài. Đầu tiên cũng xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni, tức là quý hòa thượng đã bỏ nhiều thời gian, tức là hòa thượng Mô Ma đã từ Hoa Kỳ bay thẳng về đây để mừng lễ và những vị sư tọa Hương An và Diệu Trơn từ Mê Bình và đưa lại về đây cùng chư tôn đức tăng ni tại Israel hãy bỏ phật sự trong những ngày chủ nhật này để về để làm lễ cúng dường nhà. Một lần nữa xin chư dạng công đức và xin cầu hòa thượng cao tăng Phật Quốc và gia hộ cho gia hộ ta luôn được kiên cứng đá mềm để vượt qua tất cả những sự khó khăn, và đồng thời xin gửi lời thăm hỏi đến toàn thể quý Phật tử. Và chúc giờ này chúng con xin cung kính chư tôn đức của xã Y và lên phía trên chính điện để dùng cơm, và quý Phật tử của ở đây khi mà dùng cơm chay do ban tổ chức có đại quý vị. Còn nếu Đức Phật gia hộ của toàn thể quý vị luôn là Nam Mô Kinh Nhật Đạo Sư Phật. Và bây giờ thì... Dạ, thành Lưu Liệt, dạ, chúng con cung thỉnh quý ngài ngồi tại chỗ ha. Mà tại chỗ thì quý Phật tử sẽ ngồi phía trước, ngồi dưới diện ra. Khi tuổi đời con thơ xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật nương pháp màu học tu. Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tâm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chi nguyện độ sai. Đời giản dị đơn sơ, ngày đêm chung lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học. Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao
mong cõi đời người người an vui. Nào ngày gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi. Những tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời. Mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh. Ôi tình thầy bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời dạng gì đơn sơ, ngày đêm trong lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học. Ôi đời thầy thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui. Nào ngày gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình. Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi.